xuyên việt đầu la, trở thành 99 cấp cực hạn cường giả. Bởi vì tự sáng tạo ra các vị thần rất khó, cho nên hệ thống phải hắn ràng buộc trở thành đường tam hộ đạo giả. Sau khi cổ quyết cự tuyệt trở tay ràng buộc đại nhân vật phản diện thiên nhận tuyết, hồn hoàn trực thăng trăm vạn năm. Một trăm cấp, thật sự là đột phá quá khó khăn. Không có thần chỉ nguyện ý truyền ngôi cho ta, tự nghĩ ra thần vị lại khó như vậy, thực sự là thế sự vô thường. Đại tràng bao ruột non hả? Tính toán thời gian, đường tam cái này tiểu dân lang thang cũng sắp tới đấu la đại lục rồi hả? Hộ đạo giả hệ thống kiểm tra thấy vị diện chi tử đường tam đã sinh ra đến đấu la vị diện phía trên. Hộ đạo giả hệ thống chính thức ràng buộc túc chủ. Hệ thống, ta đều 99 cấp ngươi mới đến, đến chậm là hệ thống cầu cũng không muốn. Quên đi là hãy xem hệ thống cho chút gì đó này nọ nào. Hệ thống bắt đầu ràng buộc thành công, đang kiểm tra thông tin túc chủ. Kiểm tra thấy thiên mệnh chi tử đã sinh ra đấu la đại lục. Hệ thống phát hành nhiệm vụ thứ nhất, xin túc chủ ràng buộc thiên mệnh chi tử đường tam trở thành hộ đạo giả cho thiên mệnh chi tử. Thử nhiệm vụ, tự nghĩ ra thần uy một chút cảm ngộ. Đệ nhất đệ nhị hồn hoàn thăng cấp làm nghìn năm hồn hoàn. Đệ tam đệ tứ hồn hoàn thăng cấp làm vạn năm hồn hoàn. Làm người hộ đạo đường tam hay là thôi đi? Hệ thống ta cự tuyệt. Muốn ta làm người hộ đạo đường tam, có mẹ, không có cửa đâu. Coi như là có thiên nhận tuyết là hộ đạo giả, đều khó có khả năng làm hộ đạo đường tam. Túc chủ đã chọn trở thành đại nhân vật phản diện thiên nhận tuyết hộ đạo giả. Xin túc chủ lên đường tiến về vũ hồn điện. Hộ đạo thiên nhận tuyết, giúp đỡ trưởng thành. Hệ thống phần thưởng, vô hạn kiếm chế lĩnh vực. 10 vạn năm đầu hồn cốt, thứ 9 hồn hoàn thăng cấp làm trăm vạn năm hồn hoàn. Vô hạn kiếm chỉ lĩnh vực, lĩnh vực này tốt lắm. Tại cái khu vực này trước mặt, tại sao tu la lĩnh vực, sát thần lĩnh vực, làm ngân lĩnh vực, thiên sử lĩnh vực, toàn bộ là đều là rác rưởi, đều là đệ đệ. Xin túc chủ trong vòng một ngày chạy tới vũ hồn thành giáo hoàng điện, trở thành hộ đạo giả của thiên nhận tuyết. Trong vòng một ngày túc chủ chưa làm hộ đạo giả của thiên nhận tuyết, lấy coi là nhiệm vụ thất bại. Thất bại nghiêm phạt, tiểu đệ đệ thẳng đứng cắt hai nửa. Ngươi một cái cầu hệ thống. Gia Gia nói rất đúng, mẫu thân sở dĩ không thích tự mình, khẳng định là bởi vì chính mình tu luyện không được đủ chăm chỉ. Tỷ tỷ Tiểu Tuyết làm không tốt sao? Đúng vậy, Tiểu Tuyết biết làm vô cùng tốt. Có cường giả tới. Các hạ là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào ta giáo hoàng điện? Kỹ năng dung hợp võ hồn, hai cực tính lĩnh vực. Ta khuyên nhóm ngươi nên tử tế. Thái thái nhanh. Căn bản nhìn không thấy hắn xuất thủ như thế nào. Lão quỷ làm sao bây giờ? Nhanh đi bẩm báo đại cung phụng. Mày là ai? Tên của ta kêu Lăng Phong. Ngươi đứng lại, đừng tới đây, tới nữa ta liền công kích ngươi. Kiếm không phải như thế có ích, lực lượng và tốc độ đều quá kém. Kiếm là dùng như thế, thấy rõ ràng chưa? Thấy rõ. Kiếm cháy rồi sao, sau đó lại diệt. Kiếm gỗ thiêu đốt chỉ là mặt ngoài, sâu rộng trong. Ta vừa rồi chính là chém ra hơn 1000 kiếm. Tốt nhất thiên kiếm. Ngươi cũng không nên nhìn ta dáng vẻ nhỏ bé. Thật nhìn ngu rốt rất tốt lừa gạt hình dạng.
Cũng gạt ta, ta có thể rõ ràng thấy được. Ngươi cũng chỉ chém ra một kiếm. Tiểu Tuyết, hắn cũng không có lừa ngươi. Mới vừa một kiếm kia, thật sự là hắn là chém ra tròn 1.000 kiếm. 1.000 kiếm chồng lên nhau trong một kiếm, mạnh nhất trên đời. Không có gì không thể phá. Ra tới. Tiểu Tuyết có bị thương không vậy? Ra Tiểu Tuyết không có bị thương. Ra ngươi tại sao đột nhiên tới? Tiểu Tuyết ngươi trước trở về. Ra có một chút lời nói muốn với hắn một mình nói. Tiểu thiếu chủ xin theo chúng ta đến. Ra Tiểu Tuyết không đi. Tiểu Tuyết muốn đi cùng với ngươi. Được rồi, ra ngươi vừa rồi nói hắn mà nói có thật không vậy? Hắn vừa rồi thực sự chém ra tròn 1.000 kiếm. Không sai, vừa rồi thật sự là hắn là cua 1.000 kiếm. Chỉ là tốc độ quá nhanh. Mỗi một kiếm đều ban đầu quý tích trùng hợp. Cho nên ngươi mới nhìn đứng lên hắn chỉ chém ra một kiếm. Trở thành hộ đạo giả của Thiên Nhận Tuyết. Đưa hắn lễ vật hắn không nên. Rơi vào đường cùng, trực tiếp ném ra một thanh kiếm còn lớn hơn người của nàng. Mà ngay cả Thiên Đạo Lưu đều không cầm lên được. Đồng thời, Đường Ngô Chính hiện tại mang theo anh Ngân chạy trốn. Thiên mệnh chi tử Đường Tam gần sinh ra. Kiếm Tiên, Vũ Hồn Điện và Tàng Kiếm Phong luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Kiếm Tiên đột nhiên tới chơi ta Vũ Hồn Thành Giáo Hoàng Điện. Không biết vì chuyện gì. Vũ Hồn Điện cùng Tàng Kiếm Phong từ trước đến nay không hề liên quan. Ta tự nhiên cũng là vô sự không lên Điện Tam Bảo. Ta tới Giáo Hoàng Điện là vì một chuyện. Nàng là cháu gái của ta, duy nhất một cái cháu gái. Ngươi đừng theo đuổi nàng. Rất không khéo ta chính là vì nàng tới. Ngươi gọi Thiên Nhận Tuyết đúng không? Đối với tên của ta đã kêu Thiên Nhận Tuyết. Ta là Lăng Phong, sau đó, ta chính là hộ đạo giả ngươi. Ngươi hết thảy tất cả, bao quát cuộc sống tu luyện. Lấy toàn bộ để ta phụ trách. Ngươi không phải là đến đây gây sự. Thì ra các ngươi là cho là ta là người như vậy hả? Chúc mừng túc chủ thành công trở thành đại nhân vật phản diện hộ đạo giả của Thiên Nhận Tuyết. Xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Thu được phần thưởng hệ thống. Phần thưởng được phát đến hệ thống trong không gian. Xin túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Vì sao? Ngươi xem không cần biết. Chỉ cần biết rằng ta sẽ không hại ngươi là được. Hơn nữa ta nếu thật muốn giết ngươi, ở đây không ai có thể ngăn được ta. Này, lĩnh vực này tự thành thế giới. Cường giả như vậy đều là chưa thành thần sao? Ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, chính là muốn nói cho các ngươi. Các ngươi không cần phòng bị ta. Ta nếu là muốn hắn có một tia là bất lợi. Các ngươi không ngăn cản được ta. Khi hắn là hộ đạo giả của thực cũng không phải là ta nguyện ý. Thế nhưng cái này cũng là vận may của các ngươi. Ngươi là hộ đạo giả của ta, hộ đạo giả lại là sư phụ. Người khác lúc sư phụ thu học trò đều sẽ có lễ gặp mặt. Cái này cho ngươi coi như cái món đồ chơi nào? Đây là cái gì? Cái này kêu khôn khôn, đương nhiên người cũng có thể gọi hắn chim bồ câu. Ta không muốn cái này. Thật khó hầu hạ. Như vậy đi, ta đưa ngươi một thanh kiếm. Kiếm đến. Kiếm lớn như vậy. Thanh này gọi là cự khuyết kiếm. Đó là một thanh kiếm từ những ngày đầu của ta, là ta lấy lõi sắt của trái đất. Đi cứu cứu 2 năm rưỡi là rèn luyện chế thành. Người cầm kiếm không có hồn lực mà nói, thanh kiếm này trọng lượng là 200 cân. 10 cấp hồn lực là 1 tấn. 20 cấp hồn lực là 2 tấn. 30 cấp hồn lực là 10 tấn. 40 cấp hồn lực là 50 tấn. Tiếp sau thì sẽ càng cao. Tiểu nha ta còn trị không được ngươi rồi. Nếu như Phong Hào Đấu La cầm lấy thanh kiếm này mà nói, thanh kiếm này nặng hơn 200 vạn cân. Ngay cả đại cung phụng đều không cầm lên được sao? Đây nếu là chém vào trên người của ta, vậy không phải trực tiếp thịt nát xương tan? Hạo ca, ta không được. Anh Ngân, người vẫn còn có thể lại chống đỡ đẩy một cái sao? Người phía sau nhanh đuổi theo tới. Không thể đợi ở chỗ này. Chính là, đây không phải là ta có thể khống chế được.
Phụ thân xin tha thứ ta làm ra sự lựa chọn này. Anh Ngân, anh sẽ bảo vệ em và đứa con chưa ra đời của chúng ta, dù cho phải trả giá tính mạng của ta. Đường Hạo, ngươi bây giờ tránh ra, giao Lam Ngân Hoàng ra khỏi cho ta. Vũ Hồn Điện tổn thất chúng ta có thể chuyện cũ bỏ qua, thả ngươi một con đường sống. Muốn cho ta bán đứng vợ con của chính mình muốn sống, ngươi nằm mơ. Sinh ra hai tử của ta ra đời. Anh Ngân, còn có ta bọn kia chưa từng che mặt con trai chào tạm biệt gặp lại sau. Đại tu di trì, ta khoan. Hạo ca không nên. Anh Ngân, sao ngươi lại tới đây? Hạo ca mang theo chúng ta tiểu đường tam vui vẻ sống sót. Anh Ngân vĩnh viễn yêu người. Nhanh ngăn cản bọn họ hiến tế. Là ai đang khóc? Thiên Tầm Tật, người đáng chết, người hại chết anh Ngân của ta. Người đã hại chết hắn, như vậy ngươi sẽ xuống ngay cho hắn chuộc tội đi thôi. Anh Ngân là hiến tế để cho Đường Ngô chiến lược tăng vọt. Sau khi đánh bại 90 làm cấp Thiên Tầm Tật, mang theo Đường Tam trốn vào Thánh Hồn Thôn, trốn về Vũ Hồn Điện. Thiên Tầm Tật trốn ở trong phòng tối chữa thương, lại bị hắc hóa trạng thái là Bỉ Bỉ Đông nắm lấy cơ hội đánh chết, đồng thời cắn nuốt thiên sứ hồn lực và linh hồn. Đệ thất hồn kỹ Hạo Thiên Chân Thân. Đường Hạo, ngươi chờ đấy cho bản tọa. Thiên mệnh chi tử Đường Tam đã sinh ra. Xin giúp chủ hãy hộ tống Thiên Nhận Tuyết, trợ giúp Thiên Nhận Tuyết hồn lực đẳng cấp đột phá 40 cấp, hấp thu hồn hoàn thăng cấp hồn công. Thường nhiệm vụ, đệ thất, thứ 8 hồn hoàn niên hạn thăng cấp là 10 vạn năm hồn hoàn. Vạn năm cánh tay phải hồn cốt thăng cấp là 10 vạn năm hồn cốt. Đường Tam cái tên tiểu dân lang thang giáng sinh. Tiểu Tuyết, qua đây, ta cho ngươi xem một đại bảo bối. Ồ, tại sao trở nên nhẹ đi như vậy? Cân nhắc đến cự khuyết kiếm quá nặng đi, ngươi cầm không được, cho nên ta cũng đặc biệt vì ngươi lượng thân bình tĩnh tạo một chút. Ở cự khuyết kiếm bên trong bày mấy tầng trọng lực phong ấn, lấy trọng lượng của nó tạm thời khống chế đến 10 cân, mặt khác sẽ từ từ tăng trọng lượng. Cuốn này kiếm phổ là kiếm phổ chuyên dụng ta định chế cho cự khuyết kiếm. Bên trong mỗi một chiều mỗi một thước đều ẩn chứa vô cùng đại huyền cơ, đồng thời cũng đã bao gồm một ít cảm ngộ của ta kiếm đạo. Thứ tốt sao? Thứ tốt sao? Tiểu Tuyết làm sao vậy? Tại sao có chút không dáng vẻ cao hứng? Chẳng lẽ là kiếm phổ quá khó khăn quá thơ màu đi? Ngươi xem không hiểu sao? Kiếm phổ trong có thực sự chỗ nào không hiểu? Có thể trực tiếp cầm kiếm phổ đối với hắn hỏi. Này, đây là một quyển kiếm phổ căn bản thông thường. Có phải hay không là bởi vì phía trên huyền bí quá mức thơ màu, tự mình mắt vụng về nhìn không ra? Đại cung phụng có thể hay không đem kiếm phổ cho hai người chúng ta, hãy xem.
Đây không phải là kiếm phổ căn bản sao? Đây thật là căn bản kiếm phổ. Nó là cự khuyết kiếm phổ ta tự sáng chế cho cự khuyết kiếm. Kiếm phổ này có thể rất tốt hoàn mỹ hơn là phát huy ra cự khuyết kiếm ưu thế. Ngươi thực sự không có gạt ta? Đương nhiên, ta nhìn bộ dáng này như là sẽ gạt người sao? Ta đối với yêu cầu của ngươi cũng không cao. Một ngày lấy quyển kiếm quyết này luyện 50 lần thì tốt rồi. Tin tưởng ta, một năm sau đó, ngươi sẽ cảm kích hôm nay ngươi kiên trì nổi. Đáng giận có người làm hộ đạo giả cho hắn. Sẽ không dễ gây rắc rối sau này. Đó là thiên tầm tật. Xem ra là đã bị thương nặng. Trời cũng giúp ta. Ai ở nơi này? Bì Đông, ngươi tới nơi này làm gì? Bì Đông, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là giáo hoàng điện. Ta tự nhiên biết nơi này là giáo hoàng điện. Vậy thì thế nào? Đệ tam hồn kỵ, tử vong thủ võng thúc phược. Bì Đông, ta là sư phụ của ngươi. Ta đã dưỡng dục và bồi dưỡng ngươi. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Ngươi không thể đối đãi ta như thế. Lão sư, thiên tầm tật, người vẫn còn có mặt mũi tự xưng là lão sư ta. Người thiên tầm tật xứng sao? Trên đời nào có lão sư? Đối với đệ tử của mình làm ra cái việc kia là... Người chính là một cái không hơn không kém cặn bã. Nếu không người thiên tầm tật người này cặn bã, ta sẽ có hạnh phúc của ta. Ta sẽ cùng tiểu cương ca ca ta có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Con sẽ có một đứa con của hai chúng ta. Cũng là bởi vì người thiên tầm tật của ta tất cả đều biến thành ảo tưởng. Chỉ có thể niệm tưởng, không thể chạm đến lâu đài trên không. Thiên tầm tật, ngươi phá hủy ta, ngươi hại ta. Bởi vì ngươi để cho ta vốn hẳn nên quang minh nhân sinh trở nên không sạch sẽ tệ như vậy. Ngày hôm nay ta muốn là trước kia ta báo thù rửa hận. Tử vong trung hoàng, thứ 6 hồn kỹ, hấp huyết thủ thứ. Bì Đông, ngươi dám. Bì Đông, ngươi thí sư làm trái đạo nghĩa, nhất định sẽ bị trời phạt. Ngọc Tiểu Cương cũng sẽ theo người bị trời phạt. Vĩnh viễn không dứt. Sau khi rơi vào xúc sinh nói, Tiểu Tuyết bà sẽ không bao giờ gặp lại con nữa rồi. Sau này ngày ngươi có thể là nhất định phải kiên cường. Không nên cả tin như vậy Bì Đông nữ nhân này. Nàng không phải người lương mẫu. Trong lòng của nàng chỉ có Ngọc Tiểu Cương người nam nhân kia. Ngươi trong lòng của nàng chỉ là con của kẻ thù. Thiên tầm tật, ngươi là làm sao dám nguyền rủa của ta Tiểu Cương ca ca. Bì Đông lấy thiên tầm tật hồn lực, sau khi cùng huyết mạch thiên sứ hoàn toàn thôn phệ, bị La Sát thần định vì thần vị người thừa kế. Đệ nhất thi phần thưởng nội dung chính là La Sát Ma Liên. Lăng Phong bên này đã chuẩn bị lấy đường tam bóc chết từ trong trứng nước, trực tiếp đi thánh hồn thôn tới một ông cây đợi thỏ. Ngươi vậy mà dám nguyền rủa nhà của ta Tiểu Cương ca ca. Phệ hồn nhện hoàng, thôn phệ cho ta. Trong căn mật thất này, chẳng lẽ còn có vật bẩn thỉu gì? Không có cái gì. Không đúng là ở đâu? Thật quỷ dị là tà ác năng lượng. Chẳng lẽ là thiên tầm tật lưu lại chuẩn bị ở sau? Không đúng. Trực tiếp đem ngươi đánh bại, ta xem ngươi tại sao giả thần giả quỷ. Đây là thứ quái quỷ gì? Vội vàng từ trong thân thể của ta cút ngay. Chẳng lẽ là tại sao kinh khủng gia hỏa muốn chiếm thân xác ta trọng sinh? Ngươi có tư cách kế thừa thần vị ta, mà lại là La Sát chi thần còn sót lại trên thế gian, tìm kiếm mình thần vị truyền thừa ý thức của người. Ta giết thiên tầm tật, cắn nút hắn huyết mạch thiên sứ và thiên sứ linh hồn, đã có được mở ra La Sát thần cửu khảo, trở thành người có tư cách truyền thừa La Sát thần. La Sát thần thành thần đệ nhất kiểm tra. La Sát thần thần vị người thừa kế hồn lực đạt được 90 cấp. Tiến về tinh đấu đại xâm lâm săn giết một con 10 vạn năm hồn thú. Đồng thời hấp thu thứ 10 vạn năm hồn hoàn. Thu được 10 vạn năm hồn thú nhất định mang 10 vạn năm hồn cốt. Hạn chế thời gian thi thần khảo thứ nhất 1 năm. Đánh giá thành tích phần thưởng.
là sát thần dành riêng thần khí nhất nhất là sát ma liêm. Là sát phụ trợ, giúp đỡ thần vị người thừa kế xác định vị trí đồng thời đánh dấu giữa tinh đấu đại xâm lâm. Tất cả 10 vạn năm hồn thú. Là sát thần kiểm tra lần thứ nhất, dường như đã không có khó như trong tưởng tượng vậy. Tù tâm quý cảm giác, chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra sao? Thiên sứ thần hạ, mời chỉ dẫn ta đáp án nào. Báo cho ta biết đây là phúc hay tai họa ở đâu? Có phải hay không là Nhi xảy ra chuyện? Sẽ không, con ta tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến 90 làm cấp cường công hệ phong hào đấu la. Trên đại lục trước tiên với địch thủ, con ta thiên tầm tật rất có thành thần khí chất. Không ai có thể để cho hắn thua thiệt. Người tiếp tục tu luyện, ta đi ra ngoài một chuyến. Đây là thánh hồn thôn sao? Ta nhớ được trong tác phẩm gốc nói, ở giữa phòng lớn trên đỉnh, có một tấm bảng gỗ đường kính chừng 1 mét, mặt trên vẽ một cây búa đơn sơ. Cái này cũng không có hả? Có phải hay không là tự mình tiến tới quá sớm? Bọn họ còn không có qua đây. Bọn kia đường hạo cái tên cợt nhà lão già, và đường tam thằng nhóc con kia đi đâu? Chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm? Hoặc là đi thiên điệu Ngọc Tiểu Giang? Ngọc Tiểu Giang vâng đường tam tiền kỳ lão sư, tuy rằng chỉ đường tam sai đường tu luyện, để cho Lam Ngân Thảo vốn nên đi theo sinh mệnh chỉ đạo đi độc đạo. Nhưng không thể hay không biết chính là Ngọc Tiểu Cương đối với đường tam cũng có được trợ giúp rất lớn. Nếu không Ngọc Tiểu Cương, đường tam cũng sẽ không gia nhập vào Sử Lai Khắc Học Viện, sẽ không biết những thứ khác Sử Lai Khắc tất quái. Còn có cái này bì bì đông, có muốn hay không đem toàn bộ giết chết vậy? Hay là đang ở đây ông cây đợi thỏ một chút, xem đường hạo có thể hay không qua đây? Lão gắc, hỏng rồi, xích chút nữa quên hắn đi. Ta nhớ được rất nhiều người đều nói nó là một cái miệng méo long vương. Qua được tìm kiếm hắn hư thực. Hộ đạo giả hệ thống bảng tính năng kiểm tra nhân vật đã online. Giúp chủ có thể thông qua hộ đạo giả hệ thống bảng tính năng kiểm tra nhân vật, tùy ý kiểm tra đấu la nhân vật bảng tin tức. Chức năng này không tệ, vừa lúc cần dùng đến. Hệ thống kiểm tra lão các bản. Hồn sư đại nhân. Lão các bản tọa cũng không vòng vo với người. Bản tọa chính là chấp pháp trưởng lão Vũ Hồn Điện, đến thánh hồn thôn là vì bắt một đôi đang lẩn trốn phụ tử. Theo đại cung phụng là Thôi Diễn, vậy đối với phụ tử ngày sau có thể sẽ gây bất lợi cho Vũ Hồn Điện. Vì vậy bản tọa liền dẫn đại cung phụng đích ý chí đi tới thánh hồn thôn. Diệt trừ đây đối với thời gian tới có thể sẽ đối với Vũ Hồn Điện bất lợi. Chỉ là bản tôn tới tựa hồ có hơi sớm, cho nên bản tôn ta muốn ở chỗ này ông cây đợi thỏ. Chỉ là vì không làm cho đối phương cảnh giác, do đó từ bỏ bước vào thánh hồn thôn. Vì vậy đến người hỗ trợ, thuận tiện ở người ở đây ở mấy ngày. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, hồn sư đại nhân không thành vấn đề. Hồn sư đại nhân bên trong mời. Hồn sư đại nhân muốn ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Xin hỏi lão các thôn trưởng ở nhà không? Đây chính là tháp hào nào? Người kia là ai? Cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Một đôi phụ tử ôm hài tử. Lẽ nào thì là Vũ Hồn Điện đại nhân người muốn tìm sao? Bởi vì hệ thống nguyên nhân trở thành hộ đạo giả của Thiên Nhận Tuyết. Biết rõ tình tiết chính hắn, đi tới chuẩn bị phế bỏ đường tam vừa mở biệt hiệu. Đường hạ đúng không? Các hạ là ai? Là kiếm phong kiếm chủ Lăng Phong. Là kiếm phong là tuyệt thế kiếm tiên bảng hạo. Gặp qua là kiếm phong kiếm chủ. Đường hạo người và con của người nghĩ thế nào một cái chết kiểu này? Tiền bối ta với ngươi không thù không oán, vì sao phải đặc biệt ở đây ngăn ta? Bản tọa sát nhân không cần đòi lý do. Bản tọa muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Đại ca Tân Hào đừng làm. Nếu đã tiền bối cố ý như vậy, vậy vạn bối không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Đánh tu di trùy, cuối cùng áo nghĩa. Ta khoan. Liều chết đánh cược một lần, ngươi cho là liều chết đánh cược một lần là có thể chiến thắng bản tôn. Vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường đi bản tôn. Thái hư lôi đỉnh nguyên kiếm. Đệ nhất hồn kỹ, sấm sét càn khôn ném một cái.
Bọn họ không có khả năng ở nơi này sống dưới một kiếm. Đi đi! Lăng Phong, người một kiếm này để cho ta suýt chút nữa đánh mất tình cảm chân thành. Ta Đường Hạo ý thiên thế, sinh thời tất nhiên sẽ trọng trọng về đỉnh cao. Đạp bằng người là Kiếm Phong, báo ta mối thù hôm nay. Còn có Vũ Hồn Điện Thiên Tâm Tật, thù giết vợ, không đội trời chung. Xử lý Đường Hạo và Đường Tam thời gian có đúng hay không hơi quá tại rất qua loa, rất tự tin chút. Thân là một người kẻ xuyên Việt, đối đãi nhân vật chính hắn tại sao có thể như vậy phớt lờ? Nhân vật phản diện ý chí không tốt. Bọn họ của Nhiên chết. Hệ thống, người đi ra. Hệ thống, với không có, có cái gì có thể dự phòng nhân vật phản diện ý chí biện pháp? Bên cạnh có túc chủ người bị nhân vật phản diện ý chí ảnh hưởng qua sao? Đối với vừa rồi thiếu chút nữa thì tiêu diệt Đường Tam đi. Chúc mừng túc chủ đạt được tuyệt đối vũ khí. Hệ thống đa tạ. Trong Vũ Hồn Thành Giáo Hoàng Điện, Bì Bì Đông ở Thiên Tầm Các sau khi lấy tất cả chịu tội toàn bộ đôi tới rồi trên thân Đường Hạo. Đối với ngoại giới tuyên bố Thiên Tầm Các bị Đường Hạo trọng thương, sau khi trở về không lâu sau không chừng trị. Đối với cái này, Vũ Hồn Điện tất cả mọi người không có bất kỳ là nghi vấn. Dù sao Thiên Tầm Các vốn là mang nhận Vũ Hồn Điện hồn đấu là đoàn đội, chuyên môn đi săn giết 10 vạn năm hóa hình hồn thú anh nhân là Vũ Hồn Điện, trong lúc nhất thời cũng ban bố nhằm vào Đường Hạo lệnh truy nã. Hạo Thiên Tông bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn thoái ẩn tị thế. Mẫu thân cũng không thể được ta xem phụ thân một lần cuối cùng. Không thể trả với, ta không phải đã cảnh cáo ngươi sao? Không nên gọi ta là mẫu thân, phải gọi ta tỷ tỷ. Chính là, ngươi vốn chính là mẫu thân của ta sao? Vì sao ngươi ta phải gọi ngươi tỷ tỷ? Bì Bì Đông ngươi là làm sao dám là, nhưng hắn là con gái của ngươi. Bì Bì Đông ngươi quá mức. Tiểu Tuyết luôn luôn ngàn không phải ắt không là, hắn dù nói thế nào cũng là con gái của ngươi, thân sinh nữ nhi. Ngươi là làm sao nhị tâm đối với hắn như vậy là quá phận, ta đâu quá mức. Ta cứ như vậy một cái, hơn nữa còn hơn các ngươi thiên gia đối với thương tổn của ta. Ta đây chút lại tính là cái gì? Bì Bì Đông ngươi câm miệng cho ta. Bì Bì Đông, chúng ta cố nhiên có lỗi, thương tổn tới ngươi, nhưng Tiểu Tuyết nó là vô tội. Hắn không nên gánh chịu người phần này hận ý. Các ngươi đồng lứa ân oán cũng không phải truyền tới trên người của hắn. Hắn chỉ là đứa bé, đây đối với hắn mà nói không công bằng. Đời trước là ân oán nên ở trên một thế hệ chung kết. Huống hồ ghi hắn hôm nay rồi biết mất. Cưu hận của ngươi cũng theo cái chết của hắn kết thúc nào. Không nên cả đời đều sống ở trong ân oán. Như vậy đã làm thương tổn chính ngươi, đã làm thương tổn người khác.